Dạ vâng, Tường Vũ, Nguyễn Hồng, chúng em xin gửi lời chào thân ái đến tất cả các quý vị đang theo dõi video này của bên em. Hôm nay bên em đưa lên một hai tác phẩm, đúng rồi, hai tác phẩm đây là đều là bình mai này, một bình mai bằng gỗ hương này, rất là đẹp này. Em sẽ giới thiệu chi tiết từng tác phẩm một cho quý vị thưởng thức nhé. Chiều cao của tác phẩm này thì là chiều cao tác phẩm này là 75, chiều ngang 40 và chiều sâu là 25. Giá tác phẩm này chỉ là 5,2 triệu thôi. Đấy, bên em đã bao ship cho tất cả các quý vị rồi. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Một chất liệu gỗ hương ta Gia Lai của bên em thì rất là già rồi, rất là già gỗ luôn. Đấy, chế tác ra những tác phẩm bình mai thì mất rất là nhiều công sức này. Đấy, mua được cái phôi gỗ thì cũng rất là cầu kỳ rồi. Gỗ càng ngày càng khan hiếm, càng ngày càng có giá trị này, càng ngày càng đắt đỏ này. Đấy, em sẽ quay lại gần cho các bác thưởng lãm này. Đấy, bên trên những cành mai này thì đang có một đôi chim đang ríu rít truyền cành với nhau, báo hiệu là mùa xuân là đang về rồi. Đấy, mùa xuân chiến thắng đại dịch Covid rồi. Đấy, đúng là chỉ có chiến thắng Covid thôi thì mình mùa xuân mới là thực sự về trên quê hương ta, phải không ạ? Đấy, đây là chất gỗ thì rất là tuyệt vời. Đấy, các bác nhìn thấy chưa, rất là già đanh này, vân gỗ thì rất là đẳng cấp rồi, không phải bàn cãi về cái vân gỗ rồi đúng không ạ? Đấy, trên bình mai này của bên em thì còn chế tác thêm cả một cây hoa lan và một chú bướm rất là đẹp và nhìn rất là thơ mộng luôn. Những chi tiết cánh hoa này, nụ hoa này bên em làm rất là cẩn thận, moi móc rất là kỹ lưỡng từng khe kẽ, các cái hang hốc, rồi hố hốc, rồi mấu mắt này bên em làm rất là cẩn thận luôn. Chi tiết nhỏ như là ví dụ như là các cái chấm trong cái nhụy nụ của bông hoa này, ấy bên em làm rất là cẩn thận, sắc nét đến từng chi tiết nhỏ. Đấy, em quay lại đằng sau cho các bác này như này. Đấy, vân cỗ của bên em thì rất là tuyệt vời chưa này, gỗ thì rất là già rồi, già đanh luôn, có phải không ạ? Đấy, những cái đường nét thì rất là kênh bong, sắc nét rồi. Đấy, những cái đường nét như thế này thì bên em mất rất nhiều công sức, thời gian để chế tác ra cái bình mai như này. Nhưng mà không vì thế mà chúng em nâng cao giá trị của tác phẩm này lên. Đấy, không nâng cao nhé. Đấy, giá trị thì giá trị tâm hồn, giá trị vẻ đẹp rất cao, nhưng cái giá cả của nó thì lại rất là thấp rồi, chỉ là 5,2 triệu thôi. Bên em đã bao ship được cho các bác cái tác phẩm này rồi. Đấy, chỉ có 5,2 triệu thôi nhé. Cao 75, ngang 40 và sâu là 25. Đấy, một tác phẩm rất là đẹp luôn ạ. Đấy, em lại di chuyển sang tác phẩm bên cạnh của bên em, vẫn là chất liệu gỗ hương ta Gia Lai, một bình mai rất là to luôn, phôi gỗ rất là to luôn, hoa thì rất là đẹp rồi. Đặc biệt tác phẩm này thì có cái dáng nó hơi lạ một chút. Bình thường các bác nhìn thấy một cây mai đang đứng ở trên bình luôn phải không ạ? Nhưng đây là một thế rất là khác luôn. Một cái cây mai đứng bên cạnh cái bình luôn, đứng bên cạnh cái chum này là chum lan hồ điệp rất là tuyệt vời. Các bác nhìn thấy vân gỗ chưa? Vân gỗ thì rất là già rồi. Đấy, các cái đường cong của cái đường vân này thì đúng là như kiểu sông núi Việt Nam. Đấy, rất là trùng điệp luôn. Đấy, một tác phẩm gỗ thì rất già đanh. Đấy, những cái mấu mắt này các bác nhìn thấy này, hang hốc này nhìn rất là hầm hố luôn. Một cây mai nhìn có cái vẻ rất là đẹp hầm hố như thế này. Đấy, những tác phẩm này của bên em thì là đục tứ diện, hàng kỹ của bên em. Đấy, phôi gỗ này bên em là tuyển chọn những phôi gỗ già để chế tác ra những tác phẩm như thế này. Mà tác phẩm này thì có chiều cao 85, chiều ngang 40 và chiều sâu là 33. Giá của tác phẩm này chỉ là 5,6 triệu thôi. Đấy, em vẫn bảo ship giúp các bác luôn nhé. Đấy, em lại quay lại gần hơn cho các bác thưởng lãm được cái vẻ đẹp của tác phẩm này này. Đấy, bên dưới chậu này, một bên dưới cái bình lục bình này, đấy, thì lại là một cây hoa lan rất là đẹp luôn. Đấy, những cái đường cánh này, đường gân của bông hoa này thì bên em làm rất là cẩn thận, rất là tỉ mỉ. Đấy, moi móc khe kẽ này. Đấy, đánh giấy giáp cũng vậy này, phun PU cho các bác cũng rất là hay luôn. Đấy, rất là đều màu, rất là đẹp, cũng là những cái chú chim ở trên cây đang díu dít với nhau, báo hiệu là mùa xuân đã về trên quê hương rồi. Đấy, báo hiệu một năm mới. Đấy, những các bác nào vừa rồi sử dụng cái bình mai mua ngoài chợ, cây mai thật đấy, mình chỉ chơi được cái dịp Tết thôi, chơi được có một vài ngày thôi là rụng hết hoa này, xong là mình không biết chăm sóc thì sẽ cái cây hoa thì nó sẽ bị mất giá. Đấy, mình lại không biết tỉa tốt nữa thì đúng là cái cây của nó mất giá trị đi rất nhiều. Còn chơi cái tác phẩm bình mai gỗ này của bên em thì là mình chơi được quanh năm luôn, quanh năm suốt tháng, không bao giờ bị lo là mất giá, không bao giờ bị lo bị phá giá gì nhá. Đấy, và những cái lúc nào mình chơi chán rồi, mình giao lưu tác phẩm này với người khác thì mình vẫn có lãi nhá, đặc biệt là vẫn có lãi bác nhá. Đấy, vẫn là những cái chi tiết
sắc nét cho mấy anh em này. Bên em làm rất là kênh bong những cái nụ hoa này, bông hoa này, các cái chấm của đường nhị hoa này. Bên em làm rất là tỉ mỉ luôn, không bỏ qua bất cứ một bông hoa nào. Đấy, làm rất là kỹ lưỡng, đánh giấy da full PU, rất là tỉ mỉ đấy, những cái chi tiết nhỏ như thế này. Chiều cao tác phẩm bình mai này, chiều cao 85, chiều ngang 40 và chiều sâu là 33. Giá của tác phẩm này chỉ là 5,6 triệu thôi, rất là rẻ rồi mà lại còn bao ship. Đấy, các bác nhìn thấy chưa, một cái dáng của bình mai rất là độc, rất là độc và lạ luôn. Bình mai này đứng cạnh một cái chum gọi là chum hoa lan, rất là đẹp luôn. Những cái rễ cây này thẳng xuống này tạo lên một cái thế đứng của cái cây mai này rất là đẹp luôn. Tác phẩm này thì rất là có chiều sâu, tạo lên như một cái vẻ đẹp của người, một người con gái đứng cạnh một cái bên chum nước, có phải không ạ? Một tác phẩm này thì có giá là chỉ là 5,6 triệu, em vẫn bao ship cho các bác nhé. Em đã di chuyển sang tác phẩm bên cạnh để báo chiều cao kích thước cho các bác đỡ phải quên này. Chiều cao tác phẩm này là cao 75, ngang 40 và sâu là 25. Giá tác phẩm này chỉ là 5,2 triệu thôi, vẫn là bao ship toàn quốc, mọi miền tổ quốc cho các bác luôn. Một tác phẩm nữa đây, một tác phẩm này của bên em này, chiều cao 85, chiều ngang 40 và chiều sâu là 33, giá chỉ là 5,6 triệu thôi. Đấy, bác nào ok chốt những tác phẩm này của bên em thì cũng điện thoại trực tiếp cho bên em, số điện thoại hotline quen thuộc là 0987 336 318 hoặc là 0966 336 318. Các bác cứ kết bạn Zalo bên em này, chủ động tương tác với bên em này, để bên em rồi thì chủ động đăng ký theo dõi trên YouTube và Facebook bên em, để bên em đưa lên những buổi livestream và đưa lên những cái video rất là hay, rất là đẹp mà lại chốt cho các bác giá rất là rẻ luôn. Vâng, em địa chỉ của bên em thì rất là quen thuộc rồi, địa chỉ ở quốc lộ 38 Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giang, Hải Dương, rồi một làng nghề rất là nổi tiếng luôn. Có bác nào đi qua đây thì cũng ghé qua và thăm xưởng em, chốt được nhiều tác phẩm hay và đẹp. Cuối cùng em xin kết thúc video này tại đây, em hẹn gặp lại tất cả các bác tại video lần sau.